Tiếp theo là mẫu côn chuông có đầu xoay. Đây. Đầu xoay linh hoạt 360 độ. Đó, cái đầu nè, cận cảnh đầu côn nè các bạn ha. Đó, cận cảnh đầu côn xích luôn. Đây. Để các bạn xem cho nó rõ. Đó. Đây là đường đuôi côn. Rồi bây giờ mình đo cho các bạn coi nha. 28. Đây. 28. Đường kính thân côn 2.2. Chiều dài giữa hai đầu côn, khoảng cách giữa hai đầu côn. Khoảng cách giữa hai mươi côn là 17. Các bạn ha. Đầu côn đây.